Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến tình mẫu tử là nhắc đến tình cảm vô bờ bến của mẹ dành cho con. Tình yêu của mẹ dành cho con lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời, bao la như đại dương và tha thiết không gì có thể so sánh được. Vì vậy, khi chúng ta may mắn có được một người mẹ luôn yêu thương, lo lắng, chăm sóc mỗi ngày, thì chúng ta phải biết trân trọng và yêu quý những tình cảm đó để mẹ biết rằng không ai yêu mẹ bằng con, và con cũng cảm nhận được sự đầm ấm trên thế giới này là không ai yêu con bằng mẹ. Cảm ơn mẹ.